Chào tất cả các bạn. Thì trước khi đón cơn bão số 9 rai vào đảo Lý Sơn, thì hôm nay trước một ngày anh em chúng tôi sẽ đi câu cá nha các bạn. Đây là đồng chí Lộc, đồng chí câu cá giật mỏi tay các bạn. Bên cạnh mình và thằng bạn thì có thêm hai đứa em cũng đi câu nữa các bạn. Cái chờ mà ăn liên tục nha. Này kéo cát cũng được lắm. Trời, dịch tha không? Dịch đang cấp á. Con chỗ to quá luôn.
đồng rồi đó chứ. Mỗi tài nghĩ cái chòm ăn nhiều quá.
Đây là thành quả của hôm em đây các bạn, lần cá chòm. Các bạn hãy thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký chuông để đón nhận video tiếp theo nhé các bạn.